Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với mọi người với cái mẫu xe là Ablex 125-150. Thì ở cái dòng Ablex này, hiện tại hôm nay thì mình chủ yếu là quay lên các màu cho các bạn xem. Và đồng thời mình báo giá xe ở dịp cuối tháng 3 và gần đầu tháng 4 này, để cho mọi người cùng tham khảo giá xe để lựa chọn cho mình một cái màu và một cái giá xe ưng ý nhất. Thì về cơ bản thì ở cái dòng Ablex này nó được bán ra thị trường vào ngày khoảng 21 tháng 12 năm 2019 đến nay. Thì cái lúc mới ra mắt á, thì ở cái dòng Ablex này nó có giá rất là cao, ở cái phiên bản là 150 ABS nó khoảng tầm 60-61 triệu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trong cái đợt dịch này, thì hầu như là cái Ablex này nó sẽ có cái giá mà nó giảm rất là nhiều so với những cái dòng xe khác, ví dụ như là SH Mod hoặc là Vision, thì nó giảm rất là nhiều. Thì hiện tại thì ở đây mình có các phiên bản như là phiên bản 125, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp, và 150 phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn luôn. Thì hiện tại trong tháng gần cuối tháng 3 đầu tháng 4 này, thì ở cụ thể như là ở phiên bản 150 ABS phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có giá dao động khoảng từ 56-57 triệu, còn phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có giá khoảng 55 triệu. Còn ở phiên bản 125 phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có giá dao động từ 42-43 triệu, còn phiên bản đen mờ mà phiên bản đặc biệt á, thì nó sẽ có giá khoảng 44-45 triệu. Thì cái giá này thì nó sẽ khoảng dao động trong khoảng đó, và chỉ là giá xe thôi nha. Còn nếu mà các bạn muốn biết chính xác giá xe thì mình hãy đến cửa hàng gần nhất để mình lựa chọn cho mình một cái giá hợp lý nhất. Vì nó giá xe nó cũng tùy theo thời điểm và tùy cái nơi bạn ở thôi. Ở như trước mặt các bạn đó là phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ, phiên bản 150 trang bị phanh ABS. Thì ở cái dòng Ablex này á, hiện tại thì sau cái quá trình vận hành thì mình được biết là nó chưa có những cái vấn đề về lỗi lặt vặt gì nhiều, nhưng mà mình chỉ thấy cơ bản nhất là về cái mặt đồng hồ, cái cụm đồng hồ giờ á, thì nhiều khi mua xe mới về chỉnh nó sẽ không được cái như mong muốn. Thì có vài trường hợp mình đã tiến hành hát đã bảo hành cái cụm đồng hồ đó, thì cái đó là một cái lỗi nhỏ về phần sản xuất. Còn về phần như là như bạn nhìn về dàn áo vỏ nhựa này thì nó không có kêu hay là không có rè rè như cái ở phiên bản đời trước. Đây là chiếc màu đen phiên bản tiêu chuẩn 150 ABS. Thì về động cơ thì cái thằng AB này nó chạy cũng rất là ngon và nó tăng tốc mạnh mẽ. Còn về tiết kiệm xăng thì khỏi nói đến rồi, chạy rất là ổn. Về Honda thì hầu như là các dòng xe của Taiga của nó rất là tiết kiệm xăng. Thì hôm nay mình có các màu như là màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu trắng đỏ ở hai phiên bản luôn, 125 và 150. Thì hiện tại thì Ablex này nó có rất là nhiều màu và có sẵn tại các head, cho nên các bạn thấy thích cái màu nào thì mình hãy ghé đến cửa hàng gần nhất để mình lựa chọn cho mình cái màu ưng ý nhất, và đồng thời mình biết giá để mình lựa chọn cho mình cái giá mà nó hợp lý nhất. Thì ở cái thời điểm này thì hầu như các dòng xe máy ở Việt Nam thì nó đều có giá bình ổn trở lại rồi, nó không có tăng cao lắm. Rồi thì hôm nay chủ yếu mình để quay các màu xe cho các bạn xem và đồng thời báo giá xe. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem nhiều cái mẫu xe mới trên thị trường nữa nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.